chiều buồn. Không gì hết. Hên, hôm nay hên. Yeah. Hết gì không thằng? Không không. Làm gì á? Chiên cá. Ăn cơm. Ngon vậy, qua đúng giờ thời điểm luôn hả? Phải, mình tại biết sao, mình chiên ở trong nhà á là nó sẽ cái mùi cá nó bay. Trong nhà bay trong nhà rất là hôi đúng không? Ừ. Đó đâm ra là tôi phải đem ra đây. Nhưng mà sẵn bữa rồi đó. Ừ. Ăn chiên đi. Ăn chiên thì ông dùng luôn, đúng không? Ừ. Thì ông chiên đi. Chảo này chảo dính cái chiên con cá, chắc nó banh luôn con cá luôn ta. Ủa thì chứ chảo nhà tôi thì có người chảo không dính, người chảo dính còn tôi chảo dính. Đúng không? Thì chịu khó, dụ như mà nếu mà con cá mà chiên nó bể đi. Ừ. Hoặc là nó dính bắt đầu mình khử nó nứt nó bể đi thì khi đó mình khỏi phải dẻ. Trời, cái chiên cá mà để nó 100% cái chảo này chiên nó dính. Thì rõ ràng tôi biết mà. Còn cái chảo trong dính mà nếu mà anh chà bằng chà nồi á, nó bay lớp men nó cũng dính luôn chứ không dính nữa. Thì nói chung là một thời gian hả? Tốt nhất mua cái này đi cho trước sau nó cũng dính, đâm ra mua cho dính đi. Cho nó rẻ. À cho rẻ. Đương nhiên là gặp bữa là phải ăn rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ăn không với tôi cũng đâu phải dễ đúng không? Ừ. Đó. Bây giờ vậy nè. Đây là cái chảo gì? Chảo dính. Dính đúng không? Ừ. Bây giờ ông sao mà ông làm cách nào mà chiên cái con khứa cá ngừ. Ừ. Nào đây. Ừ. Nó không dính. Thì tôi sẽ mời ông với lại tôi dọn bữa ăn mời. Còn nếu mà nó dính á thì khỏi. Ok, anh bật ga lên. Bật ga lên hả? Cứ bật ga lên như bình thường là được rồi. Nó dính. Sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách chiên cá mà không bị dính bằng chảo dính. Nào ok. Đúng. Trong khi chờ đợi chảo nóng, anh chờ em một xíu nha. Bây giờ nha, sau khi mà anh canh được cái độ chảo nó nóng đúng không? Đúng rồi. Em có một cua gừng và con dao, anh thái một lát. Ai mà chiên mà ăn em bỏ gừng vô tay xào lên bây giờ. Em chưa xong mà, anh cắt đi. Ok. Anh cầm anh chà quanh hết cái chảo. Sao cầm nóng sao không thần? Thì anh lấy gì anh chà đó. Chà quanh cái chảo mà cái khúc chiên dính cá nha. Chiên cá đúng không? Ừ. Đó, test thực tế cho mọi người coi luôn nè. À. Sao thấy được mình chà vô nó vẫn bình thường cái gì đâu ta, nó vẫn có gì đâu dính, nó nóng nó bám hết trơn cái đâu mà. Thì chưa xong mà. Thì tí anh chiên cá kết quả mình mới biết được chứ. Khi mà chảo nó nóng lên á, mọi người cắt một miếng gừng, mọi người chà lên cái chảo. Ok đó. Rồi, anh này mang cái gừng ra để dành mai mốt xài. Rồi. Đó, đổ dầu okay, vô đúng không? Anh đổ dầu vô. Đó. Ít nhiều thì anh chiên sao anh coi đó. Ồ, ít chỉ ít dầu vậy hả? Thì chiên ít thôi, ăn ít thôi. Tùy thôi, tùy thôi. Tùy anh, tùy anh. Anh lắc chảo nó đều cho nó khỏi dính đúng không? Ừ. Đó. Rồi ok đều đó. Rồi, anh bỏ cá vô chiên bình thường đi. Nóng lắm á, nó văng không? Văng thì em thích ra bên phải văng rồi. Chiên mà không văng thì có một clip rồi mọi người quay lại mình coi nha. Cách chiên cá không văng mọi người coi lại clip đó nha. Rồi bây giờ tôi sẽ chỉ cách chiên cá mà không bị dính thôi. Là cách không dính được phải không? Ừ. Còn văng thì không biết phải không? Văng thì làm rồi. Ủa đó. Bỏ vô cứ chiên bình thường đi. Không thích test thử một cái cho anh coi mà không? Dính không quý vị vậy? Từ từ đi anh Khải, để cho nó chín một lớp đi anh Khải, nhắc sớm. Tưởng đâu là ông bỏ vô nó không dính luôn. Chiên chảo không dính. Thì anh này anh lên được rồi mà. Ủa đó hả? Vậy anh nhắc lên được rồi đó. Ý ông kêu là chiên cá cho nó chín một lớp đi mình bỏ lên luôn. Đó, có dính đâu. Không dính cả. Đó, có dính đâu. Chảo này làm bao dính nha. Thì chảo này ai cũng nhìn biết chảo là chảo dính rồi. Ê, nhưng mà mình chiên vậy là mình một lát rồi đủ ăn ta. Một lát là đủ ăn. Vậy thử thôi mà. Thôi mấy này làm gì? Hả? Mấy này làm gì? Mấy này mình để lát nữa mình nấu bún nè. Trời đất ơi. Mai nấu bún nè. Rồi anh sẽ lật bài cái mọi người coi. Nó dính. Nó là có dính đâu. Đó, đâu dính đâu. Hả? Đó. Ok nha mọi người. Test thực tế mọi người coi luôn nha. Đậu dính rồi đó, nhìn nó cháy cái này là biết là dính rồi đó. Nhưng mà làm không dính là ok rồi đó. Tính ra cái này hay á, để tôi chiên cái này bắt đầu tôi dầm nước mắm rồi ha. Ừ. Rồi tôi với ông ăn. Một con một lát là mỗi người một nửa. Vậy ông đi dầm nước mắm đi nha. Rồi ok. Đó, đảo lại mấy người cho mọi người xin luôn nè. Đó, đã sắp kỳ ta, tôi một khi tôi chiên là nó dính mà sao giờ nó chiên không dính ta. Này cái hay ở chỗ đó đó thì làm sao mà dính được. Cơ bản bây giờ nói lại một câu là muốn mà chiên cá không dính á, khi mà cái chảo nóng á, mọi người lấy một lát gừng, mọi người thoa lên cái vùng mọi người chiên à. Rồi đổ dầu vô lắc đều lên, có đồ muốn chiên lên là nó sẽ không bao giờ nó dính. Đó làm thực tế mọi người coi luôn nè. Không dính là không dính, là không dính. Rồi con chiên cá nó cỡ này là mình hiểu rồi đó. Ok nha, chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Đây anh em tôi tới giờ ăn rồi. Ok nha.